anh chồng là chồng đâu á? Ở đâu hả? Chồng hồi xưa hay đi sửa xe đấy chú. À rồi biết rồi. Thứ hai là kêu anh. À kêu anh hả? Dạ. Thứ ba là Tú anh. Thằng út là Tuấn anh. Cháu đâu đi, làm trong bên dưới này. Dạ cháu làm trong bên dưới.